回去整理房间。晚上我打算回去整理房间。晚上我打算回去整理房间。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Dĩ nhiên là có thể à. Tăng lán khứ ý à. Trước đây chính là học đại học ở đó. Ý chiến, chiều dài lì tú Xem ra mình cũng phải đăng ký một cái tài khoản Facebook. 看来我也得注册一个脸书账号。Bây giờ thêm WeChat đi. 现在加微信吧。Không được, sao có thể để bạn mời khách được? Để mình. 不行。 怎么能让你请客？我来。thực đơn của tiệm chúng tôi, hóa mến tiền ở chảy tan, thái độ phục vụ ở đây, cửa lìa 的服务态度。 khá ít gặp bị chèo xáo diền òa wow, thật sự rất khá òa wow, render khẩn bút xổ còn rất no khái khấn bảo lời hại như vậy à giỏi như vậy à 热门厉害.先 tình hình đi.看情况吧. nói chung, nói chung là.总之. trước tiên như vậy đi.先这样吧. luyện tập nói tiếng chung. anh từ lúc vừa bắt đầu đã học như vậy rồi. Từ tiếp thường ngày còn coi là Sau tiếp thường ngày còn coi là được. 日常交流还算可以。 mỗi ngôn ngữ đều là như vậy mà. Mấy cái ngữ đều đều là như vậy mà. đó ngôn ngữ đều là như ngữ Hà Nội ngoại ngữ Đến lúc, đó, đào sở khẩu. lúc nào cũng hoan nghênh. thời có kế hoạch gì có sắp xếp gì dòm xòm thái về sắp xếp phòng dùng một ngữ xu hướng chửi để biểu đạt người nói đang ở xa phòng khuấy chửi